Ok, xin chào anh em. Lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu 68. Thì ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em một tin tức khá là quan trọng đã diễn biến trong vài ngày qua. Và mình hãy cùng bắt đầu video thôi. Thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em một tin tức duy nhất mà có lẽ là trong tuần qua nó diễn biến khá là quan trọng và cũng rất nhiều người đang đổ dồn vào cái tin tức này, tại vì là đây là một cái sự kiện pháp lý rất là lớn mà đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Thì đã rất nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã nhảy vào để mổ xẻ cái dự luật này, và hiện tại thì cái dự luật này nó đã diễn biến ra sao. Thì đầu tiên á, mình xin truyền tải cho anh em rằng là có nhiều người họ khi mà họ đọc về cái dự luật này thì họ nghĩ rằng là đây là một cái dự luật mà Hoa Kỳ muốn nhắm đến thị trường crypto để quản lý một cách chặt chẽ hơn và dành riêng cho thị trường của chúng ta. Thì đây là một cái thông tin là mình muốn đính chính lại rằng là cái dự luật này là một cái dự luật về cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ để mà họ muốn thúc đẩy để đẩy mạnh và phát triển cũng như là củng cố những cái cầu đường hoặc những cái đường xá, phương tiện giao thông, nói chung là về mặt cơ sở hạ tầng của họ. Thì như anh em cũng biết là khi mà một cái dự luật nào họ đưa ra thì cũng cần phải có những cái nguồn để họ bổ sung vào để triển khai cái dự luật đó. Thì các nhà lập pháp Hoa Kỳ thì họ muốn hướng tới crypto như là một cái phần nhỏ từ khoảng là 29 tỷ trong một cái dự luật hơn 1.000 tỷ, thì họ muốn đánh thuế vào crypto để có thể huy động được một phần nhỏ trong đó để có thể bổ sung vào cái dự luật này để mà triển khai nó ha, chứ không phải hoàn toàn dự luật là chúng tôi đưa ra để chúng tôi nhắm thẳng hoàn toàn vào crypto để triển khai cái này. Thì vấn đề đó là vấn đề không phải đó. Thì khi mà cái dự luật này họ đưa ra và họ muốn crypto của chúng ta phải trợ giúp họ một phần ở trong cái dự luật cơ sở hạ tầng này, thì bất kỳ một dự luật nào khi mà họ đưa ra thì họ cũng cần phải có một cái đối tượng và một cái định nghĩa họ muốn nhắm đến, đúng không anh em? Thì khi mà cái dự luật này đưa ra đối với crypto thì họ đã có một cái định nghĩa về crypto là những người môi giới crypto, cụ thể như là về những thợ đào, những người xác thực nốt nè, những nhà lập trình viên hoặc những người tạo lập ví thì đều nằm trong cái định nghĩa này. Nhưng mà cái định nghĩa này nó rất là bao quát và nó rất là rộng, và ngay lập tức thì nhận được những cái sự mổ xẻ, những cái sự bác bỏ cũng như là một cái sự tranh luận của cả về phía hạ viện, của cả về hai phe, đó chính là phe Cộng hòa và Đảng Dân chủ đó, về Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa của Mỹ. Thì họ mới chia ra thành hai phe như vậy để mà họ nhảy vào họ sửa đổi cái định nghĩa này. Tại vì anh em biết vì sao không? Tại vì khi mà một cái định nghĩa như vậy họ đưa ra nó rất là rộng, để mình giải thích cho anh em kỹ ở chỗ này. Tức là ví dụ như định nghĩa về những người thợ đào và những người lập trình đi. Về thợ đào bây giờ họ đào Bitcoin, họ đào Ethereum, họ đào tiền mã hóa nói chung. Thì bây giờ những người có liên quan đến cái định nghĩa của thuật ngữ này đó thì phải đều thực hiện nghĩa vụ là phải đóng thuế cho cái dự luật này, mà đóng thuế là phải đóng thuế cho sở thuế vụ mà mình gọi tắt là IRS của Hoa Kỳ. Thì họ phải kê khai danh tính, họ phải kê khai tất cả các dữ liệu để mà thực hiện cái nghĩa vụ đóng thuế đó. Thì một ngày họ thực hiện các thời đang thực thực hiện hàng nghìn giao dịch như vậy, mà một giao dịch anh biết cái thị trường crypto của chúng ta, một giao dịch chúng ta chỉ biết là điều chỉ ví, số block khai thác ra sao, chúng ta không hoàn toàn biết là tên của người đó như thế nào, địa chỉ người đó ra sao, ngày tháng năm sinh ra sao, công ăn việc làm như thế nào, đúng không? Tại vì chúng ta hoàn toàn là chúng ta được bảo mật và phi tập trung mà. Thì cái điều này nó gây ra một cái sự rất là khó khăn trong cái việc gọi là xác thực đó. Chưa tính đến những người lập trình, mình ví dụ như là những người lập trình trên các nền tảng DeFi, những người lập trình trên các nền tảng khác để cho người dùng họ vào, thì ngay cả người dùng, ví dụ như mình dùng một cái nền tảng nào đó của một nhà lập trình DeFi nào đó, hoặc là mình sử dụng một cái sản phẩm của một nhà lập trình nào đó, mình cũng phải kê khai ra. Thì cái điều này nó gây ra một cái sự cản trở rất là lớn giữa người dùng cũng như là người lập trình. Các bạn có biết một nền tảng hiện nay, mình ví dụ như là những nền tảng DeFi nổi tiếng như là Aave nè, như là Compound nè chẳng hạn đi, đó thì rất nhiều user đang sử dụng những nền tảng đó, và chưa tính những cái nền tảng khác nữa nha. Thì cái điều mà họ phải kê khai danh tính, họ phải kê khai dữ liệu cá nhân của mình, nó hoàn toàn là một cái điều mà mình nghĩ rằng là nó là một cái điều bất khả thi anh em đó. Nó bất khả thi như vậy thì làm sao chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được cái nghĩa vụ dựa vào, đối chiếu vào cái dự luật này được, đúng không?
đó, mà mình đang nói ở một phạm vi là Hoa Kỳ nha, chứ không phải, chứ để anh em hiểu nhầm rằng là ở trên khắp toàn thế giới như là mình ở Việt Nam chẳng hạn, không phải nha, cái này là đang ở Hoa Kỳ. Thì cái điều bất khả thi này nó gây ra một cái luồng dư luận tranh cãi giữa các thượng nghị sĩ ở Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì ở đây mình thì ở đây anh em có thể thấy rằng là nó chia làm hai phe. Thì phe thứ nhất thì đưa ra một cái lập luận đó, phải thu hẹp lại cái định nghĩa này đó, và phe thứ hai cũng vậy. Thì mình tóm tắt cho anh em rằng là đó, thì cả hai phe họ đưa ra những cái quan điểm, những cái lập luận để sửa đổi cái định nghĩa là người môi giới crypto của cái dự luật ban đầu, tại vì cái dự luật ban đầu nó quá là rộng rãi đi, nó bất khả thi đó. Và rất nhiều thượng nghị sĩ cũng giống như những nhà lập pháp Hoa Kỳ thì họ cho rằng là nếu mà giữ nguyên cái định nghĩa ban đầu thì chắc chắn một điều rằng là những công ty nền tảng crypto, những công ty nền tảng blockchain tại Hoa Kỳ họ sẽ lặp lại một cái bức tranh tương tự như ở Trung Quốc vậy. Anh em còn nhớ rằng là sau sự kiện ngày 19 tháng 5 thì Trung Quốc họ đã đàn áp vấn đề khai thác Bitcoin như thế nào, thì những nhà lập pháp tại Hoa Kỳ, những thượng nghị sĩ của thượng viện thì họ cho rằng cái sự kiện này nó y chang như vậy. Nếu mà giữ nguyên như vậy thì ok, bây giờ tôi không thể nào thực hiện cái nghĩa vụ này được, tại vì nó nằm quá tầm tay của tôi, nó nằm quá cái sự kiểm soát cũng giống như là cái khả năng, thì chúng tôi sẽ di cư thôi, chúng tôi sẽ rời khỏi Hoa Kỳ. Thì cái điều này nó sẽ gây ra một cái mất mát rất là lớn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, và đặc biệt đối với cái thị trường crypto của chúng ta, tại vì đây là thuộc về mảng công nghệ, và công nghệ thì dường như là một cái mảng mà Hoa Kỳ rất là mạnh. Và nếu các công ty, các nền tảng họ di cư như vậy thì Hoa Kỳ sẽ phải chịu một cái tổn thất rất là lớn đó. Thì vì thế nên là cả hai phe đó, thì mình trình bày cho các anh em đó, đầu tiên là của thượng nghị sĩ Lummis, Pat Tommy và Roe Wayne, thứ hai là của Rob Portman và Mark Warner, thì đó họ nhảy vào để họ có thể đưa ra những cái sửa đổi về cái luật này đó. Thì á, cái diễn biến tiếp theo rằng là sau khi họ sửa đổi như vậy, họ đạt một cái thỏa hiệp như vậy, thì nó lại cho ra một cái thỏa hiệp là thỏa hiệp lưỡng đảng. Tại sao gọi là thỏa hiệp lưỡng đảng? Thì anh em con đã biết là có hai đảng là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì khi mà họ đạt một cái thỏa hiệp với nhau như vậy, họ đưa ra một cái cuối cùng thì người ta gọi là một cái thỏa hiệp lưỡng đảng ha. Thì cái thỏa hiệp lưỡng đảng này nó gần như là sắp được Thượng viện thông qua rồi đó, nó dường như được 90% rồi, và nó mang lại một cái tín hiệu tích cực đối với tất cả chúng ta. Nhưng ở cái giai đoạn 90% đấy thì chúng ta lại gặp một cái biến cố khác, và một biến cố này là biến cố gì? Thì một cái biến cố này đến từ một thượng nghị sĩ khác đó, một thượng nghị sĩ đó chính là ông Serby. Thì ông này á, ông nói rằng là tôi không đồng ý với sửa đổi gì cả, mấy anh nói rằng là crypto sửa đổi về cái định nghĩa môi giới người crypto thu nhỏ phóng to rồi đó, tôi không cần quan tâm. Cái tôi cần quan tâm là cái dự luật sửa đổi này phải hỗ trợ phần lớn cho quốc phòng, và con số đó là con số 50 tỷ. Đây mình đưa đến một thông tin cho nên con số 50 tỷ, và các nhà báo thì họ cho rằng là cái con số 50 tỷ này nó đã hoàn toàn giết chết cái sự mật thiết, một cái sự mật thiết đó là cái sự mật thiết của thỏa hiệp lưỡng đảng đưa ra để có thể sửa đổi dự luật cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, nó cải tiến hơn so với cái định nghĩa ban đầu đó. Thì cái điều mà ông thượng nghị sĩ Serby này ổng nói, ổng đưa ra một cái lập luận như vậy là ổng đã chặn đứng tất cả rồi, ổng nói tôi không cần gì hết đó, nếu các tôi chỉ cần là được thông qua thôi, để từ đó các anh có thể suy nghĩ về cái điều là cung cấp 50 tỷ cho quân sự cho phòng Hoa Kỳ. Thì điều này ngay lập tức dẫn đến vào sáng ngày hôm nay thì dự luật này đã hoàn toàn được thông qua rồi anh em, và đã được hoàn toàn thông qua thượng viện rồi, và anh em có thể thấy rõ ràng là cái số phiếu bầu nó là 69-30 ha, nó được thông qua rồi. Và cái dự luật được thông qua tại thượng viện lần này là cái dự luật ngay từ ban đầu, tức là không có sửa đổi gì hết, tôi không cần biết anh sửa đổi tốt hay xấu, tôi không cần biết là định nghĩa của anh được thu hẹp, được nhắm tới ai, nhưng mà cuối cùng đã hôm nay đã bỏ phiếu rồi và được thông qua rồi, và dự luật được thông qua là dự luật ban đầu với một cái định nghĩa rằng là người môi giới crypto rất là rộng rãi, là bao gồm cả thợ đào, nhà xác lập node nè, người lập trình viên, hoặc là tất cả những gì mà liên quan tới crypto đó. Vậy thì cái điều này là một cái tin tức là mình cho rằng là nó hơi xấu đối với thị trường ngoại hối của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Mình không thể nói là tốt được,
Tại vì sao? Vì theo quan điểm cá nhân của mình, đúng là khi chúng ta có một cái sự chen ngang của luật pháp, có một cái sự quản lý chặt chẽ quy định hơn đối với bất kỳ ngành nghề nào thì nó cũng sẽ tạo ra một cái đà phát triển. Nhưng đối với thị trường crypto của chúng ta thì chúng ta đang ở mới chớm đầu của giai đoạn phát triển mà thôi. Thì chúng ta chưa đạt đến một cái ngưỡng chín, chúng ta chưa đạt đến một cái sự chín chắn để có thể đưa vào những cái luật pháp nó hà khắc như vậy, đúng không? Một một cái thị trường mà anh em nghĩ rằng là chỉ cần một dòng đăng tải của Elon Musk thôi thì nó có thể nó bay thành nghìn giá, mấy nghìn giá, đúng không? Một cái thị trường mà chỉ cần một cái sự đồn thổi của một cộng đồng nào đó thôi thì đã có thể tăng trưởng hàng chục lần. Thì cái điều này nó thể hiện sự bất ổn của chúng ta đang đang vào thời điểm hiện tại, chứ chúng ta không hoàn toàn có thể tự tin với cá nhân được rằng là thị trường của chúng ta đã hoàn toàn đạt đến cái ngưỡng chín chắn, đạt đạt đến cái ngưỡng bình ổn và đạt đến cái ngưỡng gọi là sự sự phát triển mà nó được củng cố một một cách hoàn toàn. Thì đây là một cái tin tức mà mình nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng xấu trong một thời gian ngắn tiếp theo. Tại vì sao? Tại vì là mặc dù tin tức này đã được, cái dự luật này đã được Thượng viện thông qua rồi, nhưng chúng ta vẫn phải chờ đến ngày 20 tháng 9 để được Hạ viện thông qua thì mới được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Thì chúng ta vẫn còn một cái hy vọng rất là nhỏ nhoi khi mà được Hạ viện thông qua, và Hạ viện họ sẽ mổ xẻ ra sao về cái định nghĩa rộng rãi của dự luật ban đầu này thì chúng ta phải cần chờ xem. Nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì dự luật ban đầu đã được thông qua rồi, và những cái nỗ lực của bên của các thượng nghị sĩ trong cái việc thu hẹp lại cái phạm vi định nghĩa đó đã hoàn toàn bị bác bỏ. Thì đây là một cái thông tin rất là quan trọng để mà mình gửi đến cho anh em ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy nhìn qua một bức tranh BTC đi. Thì anh em cũng đã thấy rằng là BTC hiện tại là để mình mở cái CoinGecko cho anh em. Thì BTC hiện tại anh em cũng đã thấy rằng là chúng trong 7 ngày qua chúng ta đã tăng trưởng một cách khá là thành công. Thì trong 7 ngày qua chúng ta tăng trưởng gần 20% đây, và hiện tại BTC đang giao dịch ở mức giá gọi là 45.800, 46.000 đô. Thì đây là một cái bước tăng trưởng rất là mạnh của BTC khi mà ở trong video trước mình có cập nhật đó. Thì trong video trước mình có cập nhật là BTC khi mà nó ngoi lên 42.000, khi mà nó đạp xuống 38.000 đó chỉ là sự điều chỉnh mà thôi. Và hiện tại BTC đã vượt qua khỏi cái ngưỡng đó và bay lên thẳng 45.000, 46.000. Và theo quan điểm cá nhân của mình, trong những ngày tới thì BTC có thể đạt ngưỡng là 48.000 trước khi có một nhịp điều chỉnh nữa xuống và có thể hướng tới những cục mốc cao hơn trong tương lai. Thì đó là quan điểm cá nhân của mình. Nên về cái xu hướng hiện tại của BTC vẫn là tăng trưởng anh em. Mặc dù chúng ta đang va vấp phải một số cái rào cản pháp lý tại Hoa Kỳ trong tuần qua, nhưng mà cái sự phản ứng giá của BTC vẫn là rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta hãy cùng chờ đến ngày 20 tháng 9 để xem Thượng viện họ sẽ đối chất, họ sẽ xử lý cái này như thế nào, và dự luật sẽ được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, nó sẽ có một cái hình hài, một cái hình thức như thế nào, thì lúc thì tới đó mình sẽ cập nhật cho anh em ha. Ok, vậy thì mình sẽ đến một chút về chỉ số on-chain của BTC đi. Thì hồi nãy chúng ta nói đến cái vấn đề thợ đào, đúng không? Thì thợ đào nó cũng là một cái phạm vi mà được nhắc đến trong cái định nghĩa của cái dự luật vừa rồi. Thì mặc dù thế nhưng mà cái chỉ số mà của thợ đào dự trữ BTC thì nó đang tăng trưởng anh em. Thì đây là mình sử dụng nguồn dữ liệu từ CryptoPunk. Thì hiện tại thì cái lượng mà BTC được các thợ đào dự trữ nó đã đạt mức đỉnh đây, nó đã đạt mức đỉnh vào tháng 5 rồi đó. Vào tháng 5, tức là trước cái sự kiện ngày 19 tháng 5 đó. Cái điều đó thì mình luôn luôn nhắc lại trong mỗi video để cho anh em có thể nhớ là vào ngày đó chúng ta đã phải chịu một cái tổn thất, một cái mất mát như thế nào. Thì đây cũng là một cái nỗi buồn, nhưng mà mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái sự kiện rất là đáng nhớ để mà sau này khi mà chúng ta đồng hành lâu dài cùng nhau vào những năm 2022, 2023 thì những người mới tham gia vào thị trường đó có lẽ họ chưa biết được rằng là chúng ta đã phải trải qua những cái cú sốc như thế nào. Thì đây cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, đúng không anh em? Thì chúng ta có thể ôn lại kỷ niệm cùng nhau đó. Thì vào ngày 19 tháng 5 thì cái lượng dự trữ của thợ đào BTC nó đạt mức đỉnh đây, thì hiện tại chúng ta cũng đã đạt mức đỉnh như thế này. Thì điều này nó chứng tỏ ra rằng là cái dự luật của Hoa Kỳ nó đã diễn biến trong những ngày qua, trong suốt tuần qua, thì các thợ đào dường như họ không bị ảnh hưởng bởi cái tin tức này. Tại vì sao? Cái vấn đề họ càng dự trữ BTC chứng tỏ rằng là mức giá BTC hiện tại là 45.000, 46.000, nó hoàn toàn không hấp dẫn đối với các thợ đào để họ có thể họ bán ra vào lúc này, mà họ chỉ tích trữ vào thêm thôi. Thì nó mới đẩy cái con số là BTC dự trữ hiện tại nó đang lên mức gọi là vào tháng 5, tháng 6. Và điều này nó cũng cho chúng ta thấy được rằng là tín hiệu khi mà Trung Quốc họ đàn áp việc khai thác BTC
những cái chỉ số như là chỉ số hash rate nè, chỉ số đạp BTC, tốc độ gì đó, vân 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 vân, thì nó cũng đang dần hồi phục lại rồi, thì các thợ đào họ mới có thể họ duy trì được cái tốc độ khai thác BTC và họ dự trữ như vậy. Và đây cũng là một cái tín hiệu tích cực cho thấy rằng là cái việc mà các thợ đào họ di chuyển từ Trung Quốc sang những nơi khác, nó không còn là vấn đề là họ đang di chuyển nữa, mà nó đã hoàn thành rồi và họ đang dần họ vào một cái cấu trúc như trước đây để mà họ đẩy nhanh tiến độ hơn trong tương lai. Thì đây là một tin tức tốt về khía cạnh của các miner sang em. Ok, tiếp theo là về khía cạnh của những người hold coin đi. Đây, thì như chúng ta cũng đã thấy trên màn hình, để mình thu nhỏ lại cái này cho anh em dễ dàng theo dõi nha. Ok, về các tín hiệu về những người mà những các holder Bitcoin thì sao? Thì biểu đồ này là một biểu đồ dành cho các holder Bitcoin, họ hold Bitcoin từ 3 tháng tới 5 năm, thì cái chỉ số này nó đang tăng trưởng anh em, nó đang tăng trưởng này, anh em có thể thấy những cái vùng này đó, những cái vùng này từ 3 tới 6 tháng nè, vùng tiếp theo là từ 6 tháng tới 1 năm, vùng tiếp theo là 1 2 năm, vùng tiếp theo là 2 3 năm, và vùng tiếp theo là 3 đến 5 năm, đến 5 năm. Thì cái chỉ số này nó cho chúng ta thấy được rằng là những nhà holder Bitcoin lâu năm họ đang dần dần họ tăng trưởng lên đó, nó tăng trưởng lên như vậy, và điều này là nó đã khẳng định một cái niềm tin mạnh mẽ đối với những nhà holder Bitcoin rằng là chúng tôi vẫn sử dụng Bitcoin trong một khoảng thời gian dài hạn, tại vì đây là một cái bức tranh dài hạn. Cái mà mình đang cho anh em xem là chỉ số của những nhà holder Bitcoin dài hạn ha, họ không có nhu cầu bán ra vào lúc này đó, và cái chỉ số này nó càng ngày nó càng tăng lên, chứng tỏ là cái số lượng BTC nằm trong tay các nhà holder Bitcoin dài hạn nó vẫn tăng lên mà thôi. Nó tăng lên từ trước đây rồi, nó tăng lên dần dần theo thời gian, và ở thời điểm hiện tại là họ vẫn tiếp tục tích lũy mua vào để gia tăng cái số lượng Bitcoin của họ ha anh em. Thì cái vùng này nó trũng xuống từ ngày 19 tháng 5 thì thể hiện sự bán tháo ngay lúc này thì anh em cũng đã biết rồi, nhưng kể từ ngày này cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang theo xu hướng tăng và đang trong giai đoạn tích lũy này, họ vẫn đang mua vào tích lũy này. Điều này được thể hiện qua chỉ số rằng là số lượng Bitcoin, các vị Bitcoin nắm giữ từ 100 Bitcoin tới 10.000 Bitcoin nó vẫn đang tăng trưởng, nó vẫn đang tăng trưởng đây, và chưa có một cái dấu hiệu giảm sút nào cả, tại vì họ không muốn bán ra vào thời điểm này đó. Mặc dù giá của Bitcoin đã tăng trưởng lên 45.000, 46.000 nhưng mà họ vẫn không muốn bán và thời điểm này, chứng tỏ rằng cái tầm nhìn dài hạn, cái niềm tin dài hạn của những ví cá vào Bitcoin, của những nhà nắm giữ Bitcoin lâu năm, họ vẫn tin rằng là Bitcoin sẽ có một cái sức đột phá rất là lớn trong năm nay, và cái ngưỡng giá hiện tại thì họ chưa có một cái sự hấp dẫn nào để họ bán ra vào vào lúc này cả ha. Rồi, vậy thì đối với những nhà đang nắm giữ số lượng Bitcoin trong ngắn hạn thì sao? Đó, cái này cái phương trình này nó hoàn toàn đối lập lại với cái bức tranh mình vừa cho anh em xem ở đây ha. Đây là dài hạn, những nhà nắm giữ Bitcoin dài hạn, còn những nhà nắm giữ Bitcoin ngắn hạn thì sao? Đây, đường này nó đang giảm xuống nha anh em, tức là những nhà nắm giữ Bitcoin vào thời điểm này là có thể là từ 1 ngày đến 1 tuần đó, từ 1 tuần đến 1 tháng, và từ 1 tháng đến 3 tháng, thì cái biểu đồ này nó đang cho chúng ta thấy được rằng là những nhà nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn họ đang đi xuống, và cái việc mà họ nắm giữ Bitcoin đi xuống như vậy thì nó mang cho chúng ta một cái tín hiệu gì? Khi mà họ những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn đi xuống thì dần dần họ sẽ chuyển sang dài hạn đó. Hai cái này nó hoàn toàn đối lập nhưng mà nó có một cái sự bổ trợ cho nhau, nó hoàn toàn dài hạn. Tại sao? Tại vì khi mà những nhà đầu tư ngắn hạn họ đi xuống đó thì họ sẽ không quay, họ nghĩ rằng là ok, Bitcoin trong tương lai dài hạn có thể tăng trưởng hơn nữa và mang lại cho họ một cái mức lợi nhuận cao hơn, vì thế họ không có nhu cầu nắm giữ trong ngắn hạn nữa, họ mua đó rồi họ cất giữ vào trong ví lạnh của họ xong, và điều này nó sẽ làm giảm đi cái áp lực bán của Bitcoin rất là nhiều anh em, nó làm giảm đi áp lực bán của Bitcoin rất là nhiều. Thì điều này nó càng củng cố cho việc là cái lượng Bitcoin được đẩy lên sàn nó sẽ rất là ít, và từ đó chúng ta có thể thấy được là một cái tác động xu hướng Bitcoin tăng giá nó sẽ rõ ràng như thế nào anh em. Ok, vậy thì chúng ta đã đi qua những cái chỉ số on-chain chính của Bitcoin trong tuần này rồi, tại vì ngay thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là tất cả đều đổ dồn vào Bitcoin mà thôi, tại vì là khi Bitcoin tăng trưởng thì sẽ kéo theo toàn bộ thị trường tăng trưởng, và khi Bitcoin đâm một cái rất là mạnh thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ không có một altcoin nào sống sót nổi sau 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 khi hứng chịu được một cái cú đâm của Bitcoin đâu. Nên vì vậy trong tuần này thì mình chủ yếu quan sát cái tình trạng, cái dữ liệu giá của Bitcoin như thế nào, thì Bitcoin vẫn đang đi đúng một cái xu hướng gọi là
dần dần phục hồi và bắt đầu một cái xu hướng tăng trưởng mới hơn, một cái mùa uptrend mới hơn để cho anh em chúng ta có thể dễ dàng dễ thở hơn trong mùa này ha. Ok, vậy thì dữ liệu cuối cùng mình muốn gửi đến cho anh em tức là về cái chỉ số long short. Đây, chỉ số này mình sử dụng trên sàn tại biệt anh em. Thì trong vòng một tiếng qua thì cái chỉ số long short của chúng ta trên các sàn giao dịch như là Binance hoặc là những sàn giao dịch phát sinh phổ biến như là FTX nè, thì nó vẫn tương đương, nó ngang nhau. Thì mình hãy cùng nhìn vào một cái chỉ số khác 4 giờ trước đi. Ok, nếu mà mình nhìn vào chỉ số 1 giờ á anh em thì nó hoàn toàn tương đương giống nhau ha, nhưng mà nhìn chỉ số trong 4 giờ qua thì sao? Trong 4 giờ qua thì có vẻ như là tỷ lệ short đã nghiêng hẳn và tỷ lệ long đã được giảm thiểu ha. Thì cái điều này á nó cho chúng ta thấy rằng là các nhà đầu tư trên những thị trường phái sinh thì họ đặt lệnh short nhiều hơn. Và khi lệnh short nhiều hơn thì sao? Tại vì short thì chúng ta dự đoán được rằng là tương lai chúng ta sẽ mua ở giá thấp mà đúng không? Để chúng ta bán ra có lợi nhuận. Thì tỷ lệ short cho chúng ta thấy được rằng là khi mà short càng nhiều thì sàn phải càng mua lại Bitcoin của những người họ đặt vòng cái lợi thế short. Thì khi mà họ mua lại một cái số Bitcoin đó thì điều này nó vô tình nó tạo một cái áp lực mua rất là lớn. Thì mình nghĩ rằng là khi mà nó tạo một cái áp lực mua rất là lớn như vậy và khi mà trên thị trường ngày càng có nhiều lượng short hơn nữa thì điều này sẽ càng thúc đẩy giá của Bitcoin có thể bật tăng trở lại và tăng mạnh mẽ hơn mà thôi, chứ không hoàn toàn gây ra áp lực bán. Ok, vậy thì đây là những cái con số và những cái thông tin về dự luật cơ sở hạ tầng tại Hoa Kỳ mình muốn gửi đến cho anh em trong video này. Và nếu có một cái cập nhật gì mới hơn sắp tới đây, dự luật sẽ thay đổi như thế nào và có những cái cập nhật gì mới hơn thì mình sẽ cập nhật ngay lập tức cho anh em. Và mình hy vọng rằng những cái thông tin của mình mang đến trong video này sẽ hữu ích đối với anh em. Ok, xin chào anh em và tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em vào những video lần sau nha. Bye bye.